Đấy. Tôi vừa đổ xú xuống ra để cho xú xuống thử thưởng thức cái món đặc sản này. Ôi cái shit tin thôi hả? Phê phê phê. Đưa thử shit tin đi. Là sao? Mất vị rồi. Mất vị rồi. Bye. Hello, xin chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Khang Hy TV hay là Khang Hy Vi Hành này. Đây mình có một cái thử nghiệm là tạo nước từ cái cây chuối này các bác này. Có nghĩa là tôi thấy một số video người ta cắt ra, người ta đậy một ngày thì bắt đầu nước nó đầy lên. Tôi không biết nó có thật hay giả. Thì bây giờ tôi sẽ làm thử cho các bác xem nhá. Thì bây giờ tôi sẽ cắt 3 cây. Tôi sẽ cắt 3 cây. 3 cây. Tôi một cây tôi sẽ đổi tin. Cây tôi sẽ cho cái cục cạnh con lạ. Cây thì sẽ không có cho cái gì cả. Và sau 24 tiếng tôi và các bác kiểm tra xem nó sẽ như thế nào. Wow. Đây các bác. Thì hôm nay tôi tiếp tục nói về cái hộp sinh tồn này. Tôi sẽ sử dụng cái sợi dây cưa của nó. Bữa là tôi đã sử dụng con kìm này, đá đánh lửa này. Và tất cả mọi thứ trong đây thì tôi đã sử dụng 2 cái, và cái này là cái thứ 3, và còn 2 cái nữa là cái còi và cái dao đa năng. Trong này, cái trong này, ok. Bây giờ mình let go, mình đục. Về lắm anh con. Cái loại chuối này ăn được mọi con. Sang cái này nó già rồi, nó có cái này cứng lắm các bạn ăn. Chán lắm, ngon rồi không? Cái kia chưa được, cái này chưa được. Chán lắm. Tôi sẽ đục tiếp. Đục tiếp. Đó, cái này nó có cái cục này dễ đục các bạn này. Đấy, thấy không? Phê. Về đấy. Hoàn lại. À, tôi vừa bị con ong nó chích thì các bạn. Còn đến cái này tôi bôi, tôi hết. Nó chích tôi 2 cái. Tôi chưa xuống đi theo tôi chơi bị phịch một cái. Rồi, tiếp tục sang lỗ thứ 3 các bạn. Sẽ đục lỗ này. Vậy thôi mà tí nữa tôi sẽ sửa lại. Cái thời gian mà tôi tắt máy đi rồi sẽ sửa lại cho bác. Tôi sẽ hoàn chỉnh xong cái quán. Ngon ngon. Ăn được. Rồi, bây giờ tôi sẽ sửa hết tất cả lỗ này. Cho bác xem sau nhá. Bãi trưởng thế này. Bây giờ tôi sẽ đo cho các bác xem. Cái này nó được
10 phân. Ờ 12, 12. Này nhá. Ồ cái này nó hơn tí, chắc khoảng 13 phân. 13 phân này. Cái này là khó đào nhất đấy các bác ạ. Trong nó toàn sơ sơ không. Đào nó khó hơn đào vàng. Bây giờ này. Sau 24 tiếng các bác và tôi sẽ ra xem cái kết quả nó như thế nào nhá. Tôi sẽ chuyển tin đây, chỉ tin xịn đây. Tôi xem nhá. Rồi các bác, khi mở chai xịn ra đây, Twitch nó vừa kêu chuẹt cái. Có nghĩa là nó bảo chứ thằng này ngu quá mẹ. Chỉ tin không có uống đi đổ cái chuối. Thôi mình đổ đây. Bắt đầu. Mai các bác nghĩ nó còn màu xịt tin không hay nó sẽ đổi màu? Ui cha cha cha. Quần hết chai của tôi rồi các bác ơi. Tôi đang bảo đổ dư dư này để ít ít lại uống. Thèm. Trời thèm quá. Mơ nó chứ thèm. Có khi cây chuối nó uống hết của tôi các bác ơi. Lỡ Ngập nốc. Ôi chưa kìa, quá tuyệt vời rồi. Còn lại còn bằng này các bạn, có nghĩa là một chai chỉ tin trong đó. Còn bằng này tí tôi thức tí nhé. Thèm quá, vãi cả đời. Rồi đến Coca-Cola cái này sẽ để đây. Ôi chết 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 rồi, đổ như kia rồi. Coca-Cola. Thơm phết các bạn. Tí núi không nó sướng. Đấy, sẽ đổ nước vào. Đổ nước vào Coca-Cola. Đồ mạnh quá đấy các bác ạ, à. Vãi cả trường thật. Mạnh quá nó xì ra ngoài hết. Wow. Vãi thật chứ mà. Đồ nhẹ nhẹ thôi. Đó. Nhẹ vẫn êm đấy, êm đấy. Ok, con nào. Ôi cái này nó hút của tôi nhiều quá các bác ơi. À, bọn này nó hình như nó uống bèo na hay sao ấy. Ủa tôi đang uống đấy. Rồi, chị tốt kia. Lại còn dư lại được bằng này các bạn. Vãi thì dư. Mình đã mua chai to này, sợ còn thiếu này. Còn thiếu. Thôi được rồi, bằng này để tí nữa, còn làm tí cho nó thơm thơm. À. Còn bên này tôi không cho cái gì các bác nha. Bên này là để không rồi đó. Rồi. Sẽ chuẩn bị những cái lá, những cái đồ úp lên. Úp lên trên xong bắt đầu là đi về. Bây giờ là 9 giờ sáng ngày hôm nay là ngày 17. Đến 9 giờ sáng ngày 18. 18 là ngày 18 là ngày mai đấy, ngày 18 7 2019. Bắt đầu mình xem thử thách này à quên. Cái thí nghiệm này nó sẽ như thế nào. Phê. Phê quá. Đấy các bác, thì hiện tại tôi kiểm tra hàng các em chưa bị bóp tem đâu. Mặc dù tối hôm qua có một trận mưa rất là to, nhưng mà không có bị. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cái chiến thuật tiếp theo là lấy nước ở trong ra. À mở trước, để tôi mở cho các bác xem trước nha, mở ra nha. Đây, mở ra. Đầu tiên là xịt tin này, quăng đi này. Xịt tin này, wow. Vẫn còn màu xịt tin các bác ơi. Nhưng mà chắc màu nó sẽ nhạt đi, nhạt hơn.
nhưng mà vẫn còn màu chitin, nhạt hơn. Bây giờ tí nữa mình lấy nước ra mình thử xem là cái vị của nó còn ok không nhá. Chitin đó, chitin đó. Rồi tiếp theo cái thứ hai. Đây. Cái này vào đây. Vào đó. Wow, vẫn còn màu coca các bạn. Vẫn có cái màu hơi sậm sậm, hơi tối tối sau 24 tiếng. Nhưng mà mình không biết còn vị coca không. Có một cái con quỷ gì đang đậu này này. Mày đừng có phá nước của tao nhá. Để tí tao còn uống đấy. Rồi thì... à, cái này nó không có gì cả nhá. Trong là lúc đầu tới đục xong tôi để nó không có gì. Xem có được không? Wow. Màu như màu sữa ấy, các bác ạ. Vãi thật, vậy là những cái video trước mà tôi nghe những YouTuber trước, những người đi rừng trước người ta nói là thật các bác. Có nghĩa là khi mà cái cây chuối này mình đục ra, mình để vậy thì ngày mai nước sẽ đầy. Đó. Và người ta bảo là lấy cái nước chuối này chữa được cái bệnh gì đó, tôi cũng chưa biết. À, đây, hai cái. Ba cái. Vãi thật. Bây giờ tôi sẽ cho các bác xem. Lấy ra màu và vị của nó còn như vậy không nhá. Đây, đàn tiếp. Đó, đàn này các bác. Vãi. Tìm đây. Màu nó nhạt nhạt hơn một chút. Đó. Đó, chưa? Đó, thơm lắm quá. Phê. Ôi giời, ra gần đầy chai luôn này. Rồi các bạn, đây là bằng này đây. Trong này nó còn nhiều lắm nhưng mà tôi đục cái cây này này đục không tới nên nó còn chứa ở dưới rất là nhiều. Thôi kệ đi, bây giờ mình tiếp tục lấy coca nhé. Còn nó lại đó. Tin đây. Rồi coca. Làm trong đây. Cái này nhá. Cái này là cái cây chuối không rồi này. Thử nhá. Có cái mùi của cây chuối ấy, mùi nhựa chuối ấy các bác. Ngọt ngọt, chát chát, thanh thanh, nói chung là uống rất là ngon. Ok, nếu mà đi đường mà gặp nước này là tuyệt vời các bác. Ngon đấy, ngon thật sự. Tôi nghĩ là sẽ mất bình của Coca-Cola, cây chuối này tôi sợ đến hết đấy. Không có mùi thơm nữa các bác. Hơi nhạt, nhạt hơn. Và không còn cái độ đậm đà của Coca-Cola nữa. Không có ga, mất ga hết, mất tất cả ga luôn. Nếu mà rượu mà đưa vào đây thì tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ mất cồn hết. Cuối cùng đây là chitin. Chitin ở trong cái góc này. Chitin này. Vẫn là thơm nữa các bạn. Ok, thơm rất là thơm. Thử nhé. Ngon các bạn, nhạt lắm. Coca còn ngọt chứ cái city này mất hết vị luôn. City này vị nó giống cái này luôn này các bác. Tôi nghĩ là bỏ rượu vào đây để giảm cái nồng độ cồn cũng như giảm cái độ nặng của rượu thì ok. Chứ còn nếu mà city mà đổ vào hay nước ngọt đổ vào thì sẽ mất hết vị ngọt. Thử xem, thử Coca Cola lại xem. Hơi vị ngon. Uống thế, uống lại xem nào. Ủa đây. Cái vị ra sao? Nó ngọt ngọt. Cái lại có vị chuối hơi bị ngon nữa. Ngon á? Thử cái chai nước trắng trắng này xem nào. Đấy. Tôi vừa đổ xú xuống ra để cho xú xuống thử thưởng thức cái món đặc sản này. Cái này nó không có vị mà nó đắng đắng. Ôi cái chết tin nữa á. Phê 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 nhảy. Ha 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 ha.
Là sao? Chị đi nó mất vị rồi. Mất vị rồi. Vai. Nhạt luôn rồi. Thôi các bác, thì đây là cho chú là thử tí thôi. Rồi, chào các bác nhá. Tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video sau. Có ý tưởng gì hay hãy comment ở bên dưới. Comment bên dưới rồi tôi sẽ thử thách và tôi sẽ làm thử cho các bác xem. Rồi, xin chào tất cả các bác đã xem.